Công thì được anh Nguyễn, công thì ao được anh Nguyễn. Xin trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3, tức là thứ tư, còn 1 tháng 4 năm 2018 dương lịch. Thì sau khi đó, chính phủ và nhà nước cho toàn dân chúng ta một ngày lễ dỗ tổ Hùng Vương để chúng ta có cơ hội được đi tham quan du lịch cũng như gần gũi gia đình, vợ con, và đều hướng về một ngày dỗ tổ các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta và công giữ nước. Thì đó là những câu mà tuyên ngôn cũng như là nhắc nhở của Bác Hồ kính yêu đối với dân tộc ta để tưởng nhớ các vua hùng cũng như là cảm ơn các vua hùng đã có công đánh giặc, đánh giặc đuổi giặc ngoại xâm, đuổi đánh thổ Việt Nam, giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc Việt Nam ta. Chúng ta phải cảm ơn luôn và có ý chí xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lãnh thổ Việt Nam. Thì hôm nay anh Nguyễn lại tiếp tục được thực hiện niềm vui của mình, đó là test và ghép một bộ thiết bị âm thanh cao cấp. Thì bộ ghép lần này anh Nguyễn sẽ đưa tất cả thiết bị cao cấp vào như sau. Thiết bị thứ nhất là một chiếc mic UG925 mã, anh Nguyễn gọi là ông lớn trong ngành ca hát, đã chiếm ngự được rất nhiều trái tim đam mê âm thanh và yêu ca hát. Thiết bị thứ hai đó là một chiếc vang số BTE X10, nó là một dòng vang số cao cấp có màu vàng gold, thể hiện sự quyền lực cao xa mỹ miều, xử lý giọng ca trên nhạc hết sức trong sáng, uy lực chi tiết và ngọt ngào. Thiết bị thứ ba đó là một chiếc lọc xì Davis 2231, hay còn gọi là lọc trâu trong ngành âm thanh, có nhiệm vụ trải chuốt các sản phẩm âm thanh ra một cách chi tiết nhất, sâu sắc nhất và mượt mà nhất. Thiết bị thứ tư không thể thiếu được trong ủ đẩy, đó là ủ đẩy BS 2400, ủ đẩy bãi Mỹ 24 đèn phủ áp nút chừng 2.30. Và hôm nay anh Nguyễn ghép một loại STC, một loại STC màu cà phê bass 30 Czech Skeleton có MOSFET bảo vệ loa rất tốt. Dòng này dòng có màu cà phê, thể hiện được tao nhã thư thái, chất âm của nó cũng thể hiện được đẳng cấp của mình so với các dòng loa khác. Và anh Nguyễn ghép một cục trầm Martin rất đẹp, sơn sần để tạo tiếng bass sâu trong một dàn hát, tạo những điểm nhấn, tạo những độ sâu, tạo những điểm rung cho người nghe nhạc. Đây là chính là một bộ hát mà anh Nguyễn đã áp, vừa nghe nhạc vừa hát ca rất là chi tiết. Anh Nguyễn mời quý vị các bạn cùng thưởng thức chất âm của nó. Tiếng trống nó rất sâu và dày, không vỡ, tiếng chát không gắt. Rất là mẫu, có nên là cái bộ này có mẫu không? Khủng ấy, hàng khủng ấy. Đây chính là hàng khủng ấy nhá. Hàng khó khủng. Bộ này nhất thế giới luôn. Tiếng trống nó rất là sâu, dày ấm, không vỡ, tiếng chắc trong sáng. Còn là... một giọng ca để rồi, đó là anh Đạt Võ. Cái này chơi với nhiều đồ, Bolero, Remix, nhạc trẻ. Sao em không nói là em hết yêu rồi, tình cho như thế thôi. Và bộ hạ này anh Nguyễn sẽ test cho em. Em Bính có địa chỉ ở xóm 9, đội 10, Liên Hiệp, Hà Nội. Em có nghiên cứu trên kênh YouTube của anh Nguyễn và yêu cầu anh Nguyễn ghép một bộ karaoke để vừa nghe nhạc vừa hát ca. Đây là chính bộ hát mà anh Nguyễn đã ghép hoàn thành cho em. Thay mặt gia đình em, công ty xin cảm ơn em rất nhiều. Chúc em một năm thật thành công, hạnh phúc, vui vẻ. Và bây giờ anh Nguyễn sẽ test phần karaoke. Đó là phần rất quan trọng của bộ hát karaoke. Và một ca sĩ, đồng thời là một phó lớp kỹ thuật của anh Nguyễn, đó là Thành Trung Nguyễn, thể hiện một ca khúc.
xin là ca sĩ Pháp Rốc Hải Dương Nguyễn. Cho anh nghe điều dân ca của mọi miền tổ quốc, khi anh đang ngày đêm trên chỗ hay đứng cạnh nơi hải đảo xa, mà em hát anh nghe điều ở đi a lý thương nhau câu hát ra tìm người mộc mạc đôi lứa yêu nhau lời quan họ em hát. Người ơi, người ơi, người ơi, đừng về. Bà ơi, nhớ, nhớ năm xưa bác tìm đường cứu đường, khi con tàu rời bến đi xa, điệu dân ca bác đã cố tìm thương, đã theo người đi khắp nẻo đường. Nhắn gửi anh người chiến sĩ giữ lấy đất trời của ta, hãy giữ lấy biển giàu bao la cho tổ quốc mình đẹp muôn màu hoa và dịu dàng trong mỗi khúc dân ca. Với các bài ca em hát cho anh nghe và đã để lại cho tất cả các bác anh chị một ấn tượng, một sự chiều mến với giọng ca để đời của ca sĩ Phó Đốc Kỹ thuật Anh Nguyễn Thành Trung Nguyễn. Em hát cho anh nghe điều dân ca của mọi miền tổ quốc, khi anh đã ngày đêm trên chốn hay đứng cạnh nơi hải đảo xa, anh nghe điều lý a lý thương nhau có hát rằng tình cười mộc mạc đôi lứa yêu nhau lời quan họ em hát. Hát người ơi, người ơi, người ơi, đừng về. À ơi, nhớ nhớ năm xưa bác tìm được cứu miền đổ lại tổ quốc đẹp trong mỗi khúc dân ca, để cánh lá môi nhành hoa môi dòng sông đều thắm máu ảo đời. Khúc dân ca nghe sạt rào tha thiên nhắn gửi anh người chiến sĩ giữ lấy. Muôn màu hoa và dịu dàng trong mỗi khúc dân ca giữ lời tình yêu bắt đầu từ mai, ngày mai bắt đầu từ hôm bạt cánh xưa cánh trong gió mông chân đời buồn sâu dưới cơn mưa buồn và đôi vai xưa theo ngày thay nhau vì không có đất vì nước đã mất cho đến hôm nay những chàng trai đã nói mây gầy và bao cô gái sẽ ngồi máy bay chiếc đầu nhẹ trên vai nhỏ bé đường
tình yêu trao cho người yêu.
em ơi, ước gì mình là đôi khi, ước gì mình là sao đi, hay là chẳng xa cả đời. Để anh đưa đón em thương yêu, mình sẽ đến nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Trọn đời mình sẽ đến nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ. Nếu mà em để sát là cái tiếng của...